Gì mới lại dính luôn đó hả? Ừ. Phải không? Dính rồi đó. Không biết sao lên á. Quá quá quá. Củ tỏi dính còn các bạn ơi. Cá từ từ vô. Lên trên đi. À, anh nên lỡ lấy cảnh nên. Nhỏ không? Từ từ thôi. Ấy. Nguyên con cái chốt luôn. Nguyễn Thị chốt mới lại của tội dính cá luôn các bạn ơi. Nãy dính cá 3 ký đâu? Đó, xe đó. Rồi. Đâu? Trời ơi, 3 ký. Nói chừng 3 năm nữa. 300 g nha 3 ký Hugo rồi. Của tỏi hu dính Hugo rồi điện vô nhoi hết trơn. Còn thứ hai luôn các bạn ơi. Trời ơi, trời ơi. Đây, bữa nay mấy anh em phát hiện ơi ở đằng cầu ngã ba cá ụt bự bự không trời. Đâu? Bên này với bên này hả? Chỗ này lúc trước có quay rồi nè. Quá trời ngon. Đây được hai lỗ quá bự ha. Ê, lục bình này mà cho qua anh đó một cái dòng một lỗ này mới đã nè. Trời ơi, giờ này còn cá cổ cá lương nữa, chán thiệt chứ. Ồ, cá ụt nha các bạn. Ụt ở đây cá nhiều dưới ta. Tới nước nó dạn nó tới nước nó đáy nữa đó, nó ăn nữa đó. Đây, của tội xuống cần tiếp tục các bạn. Rồi, dứt luôn rồi. Nãy hải xuống quất liền luôn á. Cám nhạy quá nhạy. Hay quá. Vô phá mồi nữa hả? Hôm nay câu ghê nữa vậy. Quá êm. Ấy đó của tỏi. Đóng được rồi, dính rồi. Đóng ngàn á của tỏi, đóng rồi xéo xéo của tỏi, dính cây dừa. Dính không? Bự không? Trời mới thấy xuống. Chắc nhỏ. Ê, nên dính rồi kìa. Rồi dính rồi, nên dính rồi, dính rồi, dính cây chắc luôn rồi đó. Chắc rồi. Đồ dính cá không biết luôn trời. Trời của tỏi mới bỏ xuống dính. Dạ dụ luôn hả? Hay là cá nhỏ? Trời ơi. Vậy lục bình vô đi. Cái lưng tôi cũng xài. Trời ơi. Cá 3 ký trời. Vậy. Quá trời ngon luôn các bạn ơi. Ở đây điểm này em quá em mà lục bình quá trời, nó dướng hai cục đây khó lên cá đó các bạn. Trời mới thấy mồi xuống dính. Đây tiếp tục nữa các bạn ơi, tiếp tục xuống cần. Rồi chuẩn bị xuống luôn mà, xuống sân nha. Bu vô. Ủa sao cần này máy trời vậy? Cần bên máy bên hả? Hả? Bởi vì mới đưa cần này cho xài này chứ gì, cần gì không có tay quay. Kiếm cái bọc đựng cá vô, để cho chết. Vui là chính nha cả nhà ơi, hôm nay mấy anh em đi câu cá nha. Cá gì mà nhảy ăn quá nè. Cá này cá đói. Cá đói. Cá này của chú Chính kìa. Quá Chính kìa. Đây thì quá trời lục bình luôn các bạn ơi. Cá hôm nay nó dồn vô đây cho nên là có mấy cái lỗ trống là cá nó lên nó ụt thì mấy anh em thấy mới lại câu. Đó, mới chạy vô thì của tỏi lụm được con hai con nè, con thứ hai các bạn mới xảy con luôn, rất là nhạy luôn, mới thả mồi xíu rồi ăn liền. Giờ đợi thêm chắc cả 2 tiếng nữa mới ăn nữa, quá tét mép chạy đi mài. Thúi sạch rồi mấy anh em ơi. Vậy hay quá nè, này trời không giật lại là đi. Quá êm giấc. Chuẩn bị rồi đó nghe các bạn ơi, lên tim coi nè. Nó hơi nhịp rồi đó. Nó các bạn ơi, cá đang các bạn ơi, hy vọng lên hiu rô. Ê, cá này cá bự nghe anh Ninh ơi. Quá các bạn ơi, đừng có la lớn nha các bạn ơi.
bữa nay mình quay phao cho các bạn xem luôn. Thường thì mọi người hay kêu quay phao, bữa nào quay phao thử coi như thế nào nha. Rồi hết mọi luôn anh Ninh ơi. Gạo không. Quá trời. Dữ luôn rồi. Chắc cá chê quá. Máy này sao đây? Ở đây chạy ra tới nhà chị về quá trời luôn. Tiếp đi còn kìa. Đem câu lại mượn vài chục từng thả chơi coi. Nè ổng bằng ra. Ổng đốt mà đúng quýnh chết luôn. Thôi đừng chảy cưng. Bảy cái gì đó. Chút xíu quá tình huống à. Trời ơi đứng chế ổ bằng nó luôn. Ngang mặt luôn kìa. Bây giờ em rảnh không? Em làm bộ em lấy cục đá em chọi luôn đi. Đây nhảy xong lùm đùm luôn. Đây. Trời cái. Nhảy trước khi nhảy không móc túi, cái gì nhảy không móc túi là bay một cái dèo. Khải, rảnh không? Dứt đã. Có chuyện vui rồi à. Nãy giờ không thấy ổ bằng luôn trời. Trời. Đừng nói thì tao la. Nó kéo vào trong cây cột luôn hết, thấy qua đường quay phao rồi. Đây qua đây, qua đây. Cả đây rồi, đứng đây quay anh nên giật tùng vắng xong luôn nè. Này quay làm cái lịch okay, hai giật, ổn bằng. Kìa kéo đi kìa. Ai chuẩn bị các bạn. Chuẩn bị chạy. Nắm lại nghe. Chuẩn bị chạy nè. Đứng lên thôi. Đây. Đây thấy. Chẳng còn lên tìm quá trời. Mạnh vô cái luôn nha. Để chết hết luôn. Hay là bày làm gồng đi ngang ta. Giống mày. Lao còn nữa của tỏi. Á da. Cái máy quay phim của người ta lại đốt luôn coi. Thôi nè, nã ra cái mỏ không nên. Dạ, á đó. Lại đốt cái máy người đăng luôn coi. Trời ơi trời. Cái này qua sáng cuốc nó chạy ngang nè, nó có được cái lỗ. Gì? Ớt cá luôn, ớt cá. Gì dữ rồi trời. Chính cái sao? Dớ cái gì á. Hả? Chi nãy giờ nó chịu ăn. Hay quá nè. Lú gì á. Nè lên nè. Lên nữa thùng lại nè. Có cái gì. Chính cá sấu. Cái gì á trời, cái đánh trà. Xin nhanh trà đó, chừng con mắt nha mấy anh em ơi. Tết mà chụp hình mà thấy con mắt là ổn, là kỳ lắm. Hay quá anh ơi. Anh làm em nãy em quay muốn xỉu luôn. Dính này quá bự luôn. Để cho anh thần diều kìa. Cho thần diều tiếp kìa. Ôi trời. Hả? Dây vòng bắn vậy? Dính luôn vậy? Ôi trời, đóng giật mình luôn trời. Ấy. Giờ dính đi. Dính. Còn nhiều má ơi. Còn nhóc luôn. Cái đấy chứ chích cái là hết kim rồi. Còn mấy con vậy cho chích mấy cái là hết kim rồi. Chép kìa, đấm vô. Ây da. Đợi nhẹ. Đợi nửa cho. Quýt cái là hai con ăn lượt à. Còn kìa. Đẩy rồi nha. Tết mà mắt bự là ấy. Hai chào nha. Ở đây cá nó hơi nhát rồi. Bây giờ mấy anh em sẽ dời điểm. Bây giờ các bạn xem tiếp bây giờ phần cứng của tỏi. Đây mấy anh em chiến cầu hoàng em, thầy hoàng em các bạn ơi. Thấy thế kìa anh nên thấy không, thấy dưới dây điện kìa. Đó cá ụp bay gai nha cả nhà. Đây hiện tại có 800 anh em đang trên cầu các bạn ơi. Phước la chìm phao rồi kìa. Đội chuyền cá này
Ủa sao giục ở trên không? Giục trên hồi sao kéo cá? Kéo được mà. Để sao lên tới đây là lên được. Cái gì ông giục trên dây điện kìa sao kìa lên? Giục cục ngồi ghê trời. Hay quá. Ủa rồi cái cây trống của chú đâu? Cục mồi đâu? Thế nào? Cục mồi đâu? Đi gắn cái mồi à. Trời. Cá dính. Dính nào? Bự không? Bụng cá thì lươn cá ăn lục bục luôn rồi. Tội dính cá các bạn ơi. Đó. Trời, cá này chắc cũng cỡ ký à. Cái đầu dây đi, trời ơi. Trời. Nó cái gì vậy? Gì mới thả xuống xíu dính trời. Ôi dính cái đuôi. Dính cái đuôi. Dính cái đuôi rồi cá lên. Lẹ đi của tỏi giờ nó gãy cái vụt luôn à. Ôi trời. Cào rau rồi chứ. Gỡ. Cá dính cái kiểu này là thua. Chụp tấm hình cái ai. Tào lao rồi chứ. Đâu rồi, đâu rồi. Bốc dính cái đuôi. Quá. Kéo giờ dây sao anh nghĩ đi. Ủa sao bắt đầu. Đéo ai tin luôn. Trời ơi trời quá nè. Cá dính móc cái đuôi. Cá ốm như củi tỏi vậy trời. Đâu rồi đội thu hoạch cá đâu rồi. Cá sao ốm quá vậy. Cá này thiếu ăn nè. Ngồi đâu. Ăn bằng đuôi. Ê, cá vậy là còn nhiều lắm á. Vậy là con kia ăn mà con này giật chúng này là còn nhiều cá đó. Cái này người ta nói mình móc cá nè. Gỡ đi. Xàm thì chứ vô mấy cá xàm. Cái này không hay rồi đó. Trời trời. Này câu thiệt nghe chứ không phải móc cá nghe cả nhà ơi. Trời ơi, có cái ghe chạy ngang mất cái gì mà dính cá luôn nè mắc gì tình không rồi kìa kể trời. Mà dính cỡ này chắc hơn dính cái miệng nó sao gỡ. Ngập cá luôn hả kè phan cứng của tỏi luôn kìa kè trời phan cứng chào kìa trời ghét rồi mày. Kìa. Mới dính con cá hơi bị sàm nha các bạn. Đây là bằng đội câu vậy không đó. Thôi câu dính là hai con à. Dính là cá là mắc cười à. Lần nào hết trơn. Câu chuyên nghiệp thay đổi này câu là đội câu vui vẻ. Lên Hugo mà móc dính cái đuôi tính không trời. Bên Campuchia có câu gì không anh? À, không qua đây. Em chưa có đủ cái trình độ mà câu khả năng mà cá móc cá bằng đuôi á. Móc kì... móc hả? Hỏi người ta câu móc vậy nó bậy không? Cái dạng mà trình độ mà con cá giống như sông mình cá quá nhiều đó, cụ tỏi giống như dạng dục cái lưỡi câu xuống rồi giật đại hả? Có cá ăn rồi, tính ra Việt Nam mình cá còn rất là nhiều. Ừ. Em nói giờ thấy chưa? Chưa, cái trình độ đó em chưa thấy. Trời ơi, cái này tặng mấy con hay gì? Thôi mấy con có ăn đâu. Trời ơi trời. Mua bán lại gì không mua ăn? Mua ăn á, nhưng mua bán lại rồi ăn gì? Tưởng mua bán lại rồi không xin đâu. Đó, lên cho đội lục bình luôn kìa. Rồi, trở thành chuẩn bị lùm luôn. Chuẩn bị lùm luôn. Cái này lên gỡ bộ, thảy ngoài lên cái gỡ 5kg cho lên nổi. Thảy ngoài đó. Kéo dây điện vô luôn hả? Giờ này cá ụt đẹp rồi đó nha cả nhà. Cần nào ăn? Dính không? Ôi trời, nhám nữa của tỏi gạo không? Đi sớm chút nữa gạo. Dính trái dừa luôn hả? Trời, vừa quay được cú giật kinh điển. Cái này sắp có cái vợ. Câu dính đuôi đó. Nãy móc dính đuôi cá luôn á. Dính đuôi. Ờ, câu dính đuôi mới ghê. Anh mới chỉnh lưỡi câu là cá dính
cái đuôi vô chắc cá nó lội ra tới. Đấy, để mai mốt em lên cái clip kia câu còn dữ hơn dính đuôi nữa. Dính đuôi với dính cái kèo không? Khán giả ở đây. Trời ơi. Dính đuôi là chuyện bình thường, trời bữa nó lên clip kia còn dữ nữa. Câu làm cá là lên cái đuôi thôi, cá rồi hai cái đuôi. Quái bụng. Hổm gài, hổm gài qua bên vợ hoài xa sức phong độ quá. Không xuống về nãy dính cái đuôi rồi. Hổm gài tay chân yếu quá. Vậy nó chạy rồi. Nãy thì câu cá trên đọt dừa cho nó giờ. Tầm chút này. Cái này không được rồi. Câu mà giao cho thần là banh hết rồi. Đó, chơi chơi câu web nào không có cái cần không có đầu quay. Quay tay mà. Ai nhịp dưới điện vậy? 7-4. Cứ tới lên nữa các bạn ơi. Mình cùng lục bình. Các bạn phải để ý trình cho đỡ. Đề nghị mấy anh em khuyến cáo không được đứng ở sau những cần thủ nha. Tết rồi mà chụp hình cái đầu sưng cục rồi coi nó hơi kỳ. Đó là nguy hiểm nhất trong đám này nè. Đây vui là chính nha các bạn ơi. Vui là chính. Cá là mời. Đó, bên kia đang lên kìa. Câu cá mà có gái đi ngang là câu gái luôn không anh? Ừ. Ủa anh không biết à, chỗ nào không biết. Cái tặc đó rất là quen, nếu các bạn muốn thử một ai đó là phải... Đúng rồi, bên Campuchia vậy không rồi các bạn. Tụi em câu ở tâm không. Của tỏi fan tặng gấu luôn rồi, của tỏi. Fan cứng tặng của tỏi con chó, cầm cho tim. Không còn có mồi đâu nữa mà nãy đó ngoài thật. Chắc hết, hết nồi. Hay cá lầu kiến vậy á. Hay còn nó, còn nó, còn nó. Giờ mấy anh em chắc lẽ thu đội các bạn ơi. Cá gì giờ này nó nghỉ ăn rồi. Thấy rồi. Ôi cái tổ dính này kìa. Quá. Hugo rồi, Hugo rồi. Đứt lưỡi luôn hả? Nãy em báo rồi em nói quăng chuẩn quá mà nghe chăn đấm chà mà cãi thầy không. Quăng thấy ngay trắng mép đó thấy lụm rồi. Hay quá của tổ ơi. Có cánh luôn rồi vậy. Nguyên cái bọc luôn. Không có cánh. Còn hả? Mồi là chê luôn rồi. Cá chê. Rồi, bây giờ clip đến đây kết thúc các bạn ơi. Hy vọng mọi người xem clip vui vẻ nha. Mấy anh em đây bữa nay câu thì chỉ được có mấy con thôi, 3 con. Rồi, rồi bye bye. Trời trời tính cái gì theo bốn bánh hay gì nè nè gì thấy nè nè dưới nãy giờ thấy sang sang đó tính bốn bánh lên né né trời ơi, trời không ngờ nó lại tới năm bánh luôn. Cái này quá trời luôn rồi, hút năm bánh rồi có dính không mà bắt quay phim dính được ba chú bộ đội rồi cũng vừa đủ nhậu rồi ha. Có luôn, có rau luôn, có rau má chồng này luôn, bọc tới bọc luôn trời. Bọc đầu trời bọc cơ. Bọc tới bọc luôn. Bọc gì cơ đâu, cái bọc cơ đâu. Ôi trời. Hết biết bọc cái hoài còn không có nữa cái bọc. À, bây giờ mọi người xem clip vui vẻ nha, bây giờ mấy anh em kết thúc. Rồi mọi người xem clip vui vẻ nha. Bây giờ bye bye. Thu đội.